Chào toàn thể các anh em nhé. Thì anh em tất cả tỉnh thành khu vực phía Bắc là hôm qua đánh được nhiều vạc không? Mà ở Bắc Giang thì đây em đánh được 4 con này, 4 con vạc. Em đánh một cách đánh keo anh em. Cách đánh của em thì cũng nhiều anh em đánh thì cảm thấy là hợp lý, sự đầu tư rất là ít. Còn vạc dính keo thì lông nó rất là bết. Đấy, những cái con này mà ví dụ bây giờ đồng mà nó thoáng ra như thế này, ví dụ có ngủ quên dậy thì nó không thể đi được. Đấy, nó chỉ loanh quanh khu vực đấy thôi. Một con. Một con vạc xám ấy, vạc xám đẹp ghê. Cái đợt này thì vạc những cái con vạc hoa kiểu này nó sẽ béo con vạc xám nhé. Bàn vạc đây anh em. Bàn vạc thì nhiều video quay cho các bác xem rồi. Đấy, đầu tư lấy một thửa ruộng, đảo đều lên, đấy, cày bừa lên, nhuyễn ra rồi mình cắm keo thôi. Bố trí vạc mồi thì ít, đây có mấy cái vạc mồi anh em. Mấy con vạc mồi. Tổng cộng là 3 con mồi thật còn 5 con mồi giả. Còn keo thì đánh rơi vào tầm khoảng hơn 1.000 que là ok. Đấy, còn thành quả đánh thì vẫn cứ đều đều, vạc vẫn được như thế này, ổn định. 4 con thì nếu mà mình thịt ra tính giá hiện tại ở Bắc Giang thì rơi vào là 400.000 đồng trên 4 con này. Còn thêm thắt những con chim khác, anh cất thì không có chạy hết anh. Đấy, vạc dính keo rồi thì nó bết lông không chạy được. Đó. Rất là to. Con này béo nhỉ. Xem ngực này. Đây, các bác này, ngực này. 4 con này mà ví dụ 3 anh em ăn lẩu thì không hết được. Không hết được. Bởi vì mỗi một con nó rơi vào tầm thịt sạch rồi, nó rơi vào tầm khoảng đều trên 4 lạng hết. Có con thì thịt rồi 5 lạng, có con thịt rồi 6 lạng, 7 lạng có. Đấy, nhưng mà thường thường thì nó sẽ rơi vào cái khoảng tách là tầm khoảng 4 lạng rưỡi cho tới là 5 lạng. Đấy, tùy theo cái lứa vạc to hay vạc nhỏ. Còn keo đánh vạc đây các bác này, keo đánh vạc thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em. Em để số điện thoại có màn hình video. Keo đánh vạc đây. Sắp hết thùng rồi, chuẩn bị sang thùng sau rồi. Đấy, còn về que thẻ đánh vạc thì sử dụng bằng que tre, đánh que 55cm anh em nhé. Đấy, còn khi vạc đến thì cách đơn giản nhất là chúng ta chỉ có giật mồi như thế này và điều chỉnh tiếng, âm thanh. Còn tiếng thì khi anh em mua đồ bên cơ sở em từ lưới đánh vạc hoặc là keo đánh vạc ấy, thì bên em sẽ hỗ trợ. Đấy. Khóa vào USB. Tiếng này thì nó là cái tiếng không muốn bán ra ngoài nhiều anh em. Đấy, anh em nào có rồi thì thôi, nếu chưa có thì bên em hỗ trợ thôi. Đấy. Con này hơi căng chân tí. Phải về phải dạo ra không như thế. Nhiều khi vạc xuống nó sợ anh em. Con mồi đứng đây. Đấy, mồi đứng đây. Đó, đấy, bây giờ thì cho ăn thôi anh em. Còn cho ăn vạc, ăn thì cho vạc ăn cá thôi là ok rồi. Đấy, cứ làm ít cá rô phi. Mỗi con là cho tầm khoảng đôi con một bữa, buổi sáng hoặc là 3-4 con để ăn no rồi tối mình lại đánh bình thường. Còn giấc vạc đi thì anh em mới chơi thì chưa biết thì em cũng chia sẻ luôn. Giấc vạc đi thì thường thường nó sẽ đi từ lúc chập tối đây. Để chập tối đánh thì muốn hạ nó thì hơi sương một chút. Để cái thứ hai nữa là từ 10 giờ đổ ra là bắt đầu vạc đổ đồng đến đảo đồng. Để từ đồng này bay sang đồng kia ăn thì lúc đấy nó rơi tầm khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ. Đấy, còn anh em được nghỉ ngơi đến tầm khoảng 2-3 giờ sáng là anh em phải dậy đánh cái giấc sáng vạc về. Lúc đấy đánh rất là dễ bởi vạc di cư về nó rất là khát nước và đói. Để nhìn thấy bàn mồi thì kiểu gì nó cũng xuống. Rồi ok anh em. Đấy, anh em nào mua lưới đánh vạc hoặc là keo đánh vạc thì anh em liên hệ cho em nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.